Cô chú anh chị và các bạn xem mà cảm thấy thích muốn mua thì có thể liên hệ giùm em nha. Con mẹ cọp, con là anh ghét luôn. Đây anh chị xem, con cũng siêu luôn nha, mẹ siêu con siêu. Đó. Thì mẹ con này thì bây giờ nếu như mà tách bò con ra thì sẽ có giá là 13 triệu anh chị. Mẹ bự con dữ dằn luôn. Mẹ này xác lớn lắm nha anh chị. Đây. Mẹ thuộc về xác nhất. Con này thì nó khoảng tầm 1m42. Tại phía sau khu. Con bò lớn dữ lắm ha. Con này là con Angus siêu cọp anh chị. Đang mang thai được 5 tháng mấy rồi nha. Bao chữa nha anh chị nha. Bao chữa. Mang thai 5 tháng mấy anh chị. Mẹ cọp con là cái siêu. Đây. Giờ anh chị muốn tách bò con ra cũng được, mà mua con bò mẹ không cũng được. Nếu như mà anh chị mua con mẹ không thì con mẹ sẽ có giá là 27 triệu bao chữa 5 tháng nha anh chị nha. 27 triệu bao chữa 5 tháng. Chân móng đứng rất là vững. Vú thì 4 cái đều ha. Con nè, con là cái siêu đỏ. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em. Mẹ là anh ghét siêu cọp. Mẹ này tách ra thì có giá là 27 triệu bao chữa 5 tháng. Còn con bò, bò con có giá là 13 triệu ha. Bò con này thì 6 tháng rưỡi nha anh chị nha. Bò mẹ thì mang thai bao chữa lại 5 tháng. Đây, bò mẹ con. Chốt giá cho anh chị với mức giá là 40 triệu. Mẹ đang bao chữa 5 tháng luôn nha anh chị nha. Bà con cô bác anh chị nào xem có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em. Xương sóc rất là to ha anh chị. Nè anh chị thấy không? Dàn khung xương rất là to luôn, bò con. Sau này nói chung là cái tải trọng của con bò con nó cũng sẽ như bò mẹ nè. Bò mẹ chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m42. Anh chị cô chú nào chúng ta có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em. Cái thước đâu ta? Thấy là cái thước không ấy? Để em đo thử chiều cao của bò mẹ cho anh chị xem. Bò mẹ hết biết cái khung tạng lớn. Chân móng thì nói chung là móng sò nha anh chị nha. Bò rất là tốt bò luôn. Bò mẹ này chiều cao khoảng 1m42. Chiều cao tại phía sau khu của con bò mẹ này là 1m43 nha anh chị. 43. 27 triệu chốt giá, bao chữa 5 tháng. Bò Angus siêu cọp. Đang giữ bò Angus siêu đỏ. Con này tách ra 13 triệu nha anh chị. Đây. Còn mẹ thì 27 triệu. Bao chữa 5 tháng. Rúng thì là rúng chèn. Chân móng nè. Trụ rất là vững. Bò này tình trạng sẽ bao lòi lú hí tử cung cho anh chị trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về. Nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì bên chủ nhà nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn nha. Bò rất là tốt luôn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại bà con cô bác như quý anh chị ở video kế tiếp.